đây lễ Chúa Sự Trần Vong mình cũng ra ngoài đây để mà thăm ba má mình, rồi lại hồ đứng hóng gió chút xíu cho mát. Đẹp, mùa hè nước cũng là đẹp. Bông hoa này cũng nở rộ khắp nơi. Rồi cờ ở trong này nữa. Cha đã gia đình đến hẹn lại lên thì cuối tuần này là lễ Chiến sĩ Trần Vong, là ngày Memorial Day đó, cho nên theo như thường lệ năm nào cũng vậy đó, tới ngày này là mới đi ra đây thăm mộ bà má. Bởi vì giờ lúc này thì thời điểm thời tiết cũng rất là tốt, chứ mùa đông thì lạnh lắm đi không có nổi. Hôm nay ra đây thì có tuyết nè, là em của mình nè, đến từ Dallas, Texas, đi về cũng là đi thăm mộ ba má luôn. Coi như là từ hôm mà ba mất bây giờ Tuyết cũng chưa có dịp về đây để mà thăm mộ. Còn tụi mình ở đây thì đi thường xuyên lắm. Đó, đây là mộ ba má mình nè, chôn tại nghĩa trang Red Seven Cemetery. Đây, đó mộ má nè. Má mất hồi tháng 12, ngày 25, năm 96. Ba thì mất ngày 2 tháng 11 năm 2017. Ba mất đây cũng 2 năm rưỡi rồi ha. Dạ. Trước thì cũng định là đưa ba về đây, không có thiêu ở dưới đó, đưa về đây hết luôn. Nhưng mà thấy nhiều chuyện rườm rà phức tạp quá. Anh em ở xa không mà không có tụ lại được để mà làm lễ tang gì cả. Lúc đó ba bệnh thì tụi mình cũng đã dành thời gian đi về Texas nhiều lần, cho nên thời gian không còn nữa. Rồi cái ba mất thì thấy thiêu rồi đem hài cốt về đây, rồi cũng chôn đây luôn cho ba má nằm chung một cái ngôi mộ này, một cái lớp đất này. Thì theo nguyện vọng của ba má là thích ở nơi ấm áp, nhưng mà vì cái lý do là lúc má mất thì gia đình chưa có dịp dọn về chỗ ấm kịp, thành thử ra má phải chịu ở nơi lạnh lẽo chỗ này. Rồi ba cũng vậy luôn, giờ má ở đâu ba ở đó, thử ra cũng cho hai người đành phải ở lại tiểu bang Iowa, xứ lạnh tình nồng, mặc dù trong lòng cả nhà thì không ai muốn, ai cũng muốn ở nơi ấm áp hết trơn.
thăm ba má năm nay, chứ không biết năm sau mình còn ở tiểu bang này không hay là mình dọn về cái tiểu bang khác. Cũng ít có việc về lại ai qua để thăm ba má lắm ha. Ví dụ giờ dọn đi rồi thì chỉ nhớ ba má thôi à, không biết bao giờ mới về lại ai qua. Còn ở đây thì cũng cố gắng tới lui. Chúc bà lắm. Rồi. Cái hôm nay à, mày nói đi, mình nói dạ. Hôm nay tụi con ra thăm ông bà nội bé Mi. Nói chung là bà nội thì mất sớm, mà lúc đó bé Mi chưa có sinh ra đời. Còn ông nội thì là cái người mà đã giữ giùm bé Mi từ khi bé Mi còn nhỏ. Tụi con cũng cảm ơn ông nội. Nhờ có ông nội mẹ con cũng mới có cái sự sống đến giờ này. Con cũng rất là biết ơn ông nội. Ôi rồi. Ồ, bé Tiên nhớ hay quá, bé Tiên nhớ dài quá. Giờ mình phải biết dịch. Ôi à. Ôi đúng không có ai. Bé Tiên nhớ là 9 năm về trước bé Tiên về Đề Môi anh. Rồi bé Tiên nhớ kỹ quá chừng luôn, em không nhớ á. Tiếc nhớ 9 năm về trước bé Tiếc về đây thì chị Tư vừa mất vào cái dịp Memorial Day luôn. Thì em đi với bé Tiếc cũng sẵn ghé thăm chị Tư luôn. Hôm nay trời mát quá. Khổng lồ đẹp quá ha. Mình nghĩ là con ngỗng kia, con ngỗng cái là con ngỗng này, con ngỗng đực này, không biết có đúng không, nhưng mà mình thấy con ngỗng này nó to hơn đó. Wow. Thường là ngỗng á là bơi với hồ kia, nhưng mà chắc là hai người ngỗng, hai bạn ngỗng này chắc là coi như là bơi xong mát rồi, khỏe rồi, giờ lên đây nằm để mà phơi nắng á. Mệt á. Rồi mùa đông ha, người ta để ngỗng ở đâu ha? Giống như mùa đông mặt hồ ở đây đóng băng lạnh lẽo thì chắc phải đem cái bò ngỗng này trong tất quá. Mình yên ha. Mình yên quá. Đấy.